Xin chào mọi người, hôm nay iFitness sẽ chia sẻ cho mọi người về một sản phẩm sữa tăng cân tăng cơ đang rất hot hiện nay, đó chính là dòng Max Muscle Gainer. Thì khi nói về một sản phẩm tăng cân, có 3 yếu tố mà mọi người cần phải rất lưu ý. Thứ nhất chính là về xuất xứ của sản phẩm, thứ hai chính là về thành phần dinh dưỡng, và cuối cùng chính là những ưu đãi đặc biệt mà chỉ có tại iFitness bạn mới nhận được thôi. Và đầu tiên khi nói về xuất xứ của sản phẩm Max Muscle Gainer thì bạn biết rằng Max Muscle Gainer được xem là sản phẩm con cưng của thương hiệu Elite Lab, một trong những thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thể thao cực kỳ nổi tiếng của Mỹ với lịch sử hơn 20 năm. Và cái thứ hai chính là về bản thành phần dinh dưỡng. Thì bản thành phần dinh dưỡng của Max Muscle Gainer có thể nói là một bản thành phần dinh dưỡng vô cùng ấn tượng. Bởi vì đầu tiên khi mình nói tới tăng cân, mình sẽ cần cân nhắc tới lượng calo nạp vào phải cao hơn lượng calo mà mình tiêu thụ. Thì Max Muscle Gainer mang tới cho bạn tới trên 1000 calo, một nguồn năng lượng rất lớn để giúp mình tăng cân tăng cơ hiệu quả. Và yếu tố thứ hai chính là về hàm lượng protein. Một serving của Max gồm có 4 muỗng sẽ mang tới cho bạn tới 60g protein chất lượng cao, giúp mình tăng cân và tăng cơ nạc hiệu quả. Tiếp theo nữa là một thành phần không thể thiếu, chính là về hàm lượng carbohydrates, chính là dòng tinh bột. Thì tinh bột ở đây là nó sẽ cung cấp tới 174g tinh bột. Và có một điều mọi người phải lưu ý, đó là Max khác với những dòng sữa tăng cân khác, nó chỉ chứa những cái tinh bột hấp thụ chậm, có nghĩa khi đưa vào trong cơ thể nó sẽ không làm tích mỡ trong cơ thể hay là trữ nước, mà nó chỉ đơn giản là mang tới một nguồn năng lượng để giúp cơ thể của mình có thể tăng cân hiệu quả hơn. Và một cái thành phần cũng vô cùng quan trọng nữa, chính là Max mang tới cho bạn tới 5g BCA và 5g creatine, giúp mình tăng cân, tăng cơ, tăng sức bền và sức mạnh vô cùng hiệu quả. Ngoài ra thì khi nói tới tăng cân, rất nhiều bạn dù mình ăn rất nhiều nhưng mà cái cơ thể của mình nó không có khả năng hấp thụ dinh dưỡng, thì bạn có thể yên tâm là Max Muscle Gainer mang tới cho bạn tới 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp mình tăng cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể thì mình sẽ tăng cân hiệu quả hơn. Thì khi mà nói tới bản thành phần của Max thì bạn có thể thấy là Max có một bản thành phần dinh dưỡng vô cùng ấn tượng rồi đó. Và Max Muscle Gainer sẽ có 3 cái trọng lượng để bạn dễ dàng lựa chọn. Thứ nhất là loại 5 pounds, loại 2.3kg. Trọng lượng thứ hai là 10 pounds, 4.62kg. Và loại có trọng lượng lớn nhất chính là loại 20 pounds, có trọng lượng là 9kg. Và cả 3 sản phẩm này nó sẽ có 5 vị, đó là vani, sô-cô-la, dâu, chuối và bánh kem, để bạn giữ dễ dàng lựa chọn hương vị yêu thích của mình. Và đặc biệt là chỉ khi bạn mua hàng tại iFitness thì bạn sẽ mới có thể nhận được những cái ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Đó là đầu tiên khi bạn mua túi Max Muscle Gainer loại 5 pounds thì mình sẽ được tặng ngay một dây đeo tay cô tông trị giá 149.000. Không những có như vậy mà bạn còn sẽ nhận thêm được hai vòng đeo tay của iFitness với slogan rất hay, đó là Fitness for Success. Và đó là loại trọng lượng nhỏ, nhưng nếu bạn mua một cái loại trọng lượng lớn hơn là loại 10 pounds hoặc là 20 pounds thì mình sẽ được nhận một món quà rất là khủng, đó là một bình lắc Prosecco 4-in-1 của iFitness. Thì bình lắc này rất là tiện lợi, là nó sẽ có những cái ngăn thông minh để bạn mang theo mask khi tới phòng tập, rất tiện lợi ha. Và ngoài ra thì bạn cũng sẽ được tặng ngay hai cái vòng đeo tay của iFitness trị giá 60.000 khi mà mua sản phẩm này. Thì mọi người đều thấy là những quà tặng ở đây rất khủng đúng không nào? Tuy nhiên những cái loại quà tặng này đều rất là có hạn. Vì vậy thì hãy nhanh tay comment ngay số điện thoại của bạn dưới đây, hoặc là gọi ngay tới số hotline của iFitness để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt các bạn.